Không gặp các bạn yêu thích kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay trở lại kênh, đáp ứng một số bạn có tuổi yêu thích truyện kiếm hiệp của tác giả Kim Dung. Hoàng Dinh xin giới thiệu bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ. Đây là phần 2 trong bộ Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, được đánh giá là một tiểu thuyết võ hiệp viết về tình yêu hay nhất của tác giả Kim Dung. Bối cảnh của Thần Điêu Đại Hiệp là viết vào thời Nam Tống, khi mà quân Mông Cổ đã lớn mạnh, tiêu diệt hầu hết châu Á, châu Âu, đang trực tiếp uy hiếp an nguy của Nam Tống. Câu chuyện xoay quanh tình yêu của hai nhân vật chính, đó là Dương Quá và Tiểu Long Nữ, giữa những cuộc chiến tang thương đẫm máu, cả trên giang hồ lẫn chiến trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tập 1, chương 1, Người dị khách trên bờ hồ. Giang Nam là một dải đất hữu tình gồm có rất nhiều thắng cảnh, xưa nay khách giang hồ đã từng lưu gót, không một ai mà không quyến luyến, bốn mùa đều có hoa nở, xuân có thì liễu xinh tươi, hạ có anh đào trắng xóa, nhất là vào đầu thu, trong hồ sen không ngớt những tiếng hát déo von của những thân nhân quý tộc, họ tiêu khiển bằng thú chèo ghe hái sen trông rất thanh lịch. Năm đó vào thời Nam Tống, trấn Lăng Hồ ở phía bắc trai thanh gái lịch du ngoạn rất nhiều. Một hôm vào cận tiết trung thu, dưới hồ sen có một chiếc ghe nhỏ chở năm người thiếu nữ lơ lửng trên dòng nước như mặt gương. Năm thiếu nữ ấy có ba người tuổi suy soát nhau, họ vừa hái sen vừa cất tiếng hát. Sen xa hồ, sen khô nhụy úa, hồ không sen như dải lụa điều hiu, tình đời mấy kẻ biết yêu. Giữa lúc đó, hai cô bé tuổi mới lên chín, chưa có hiểu gì tình tứ của câu hát đó và cũng không cần phải để ý, đưa tay chỉ một ông lão ngồi bên hồ sen cười nức nở. Một cô bé nói, kìa, đến hôm nay ông lão vẫn còn ngồi ở đó đó. Thật vậy, có một ông lão đầu râu móc xếch, quần áo tả tơi, tóc dài và dựng ngược, choàng một chiếc áo dài cũng rách nát, thủng nhiều chỗ, ở phía dưới có một tấm sim của phụ nữ và có thiêu hồ điệp, trong trạng thái say sưa và lả lơi. Ông lão đã ba hôm nay tay cầm chiếc trống con của trẻ con chơi tới trung thu, thỉnh thoảng gõ một hồ vào mặt trống, mắt đăm chiêu nhìn vào tận chân trời xa lạ, không ai hiểu lão đến từ đâu cả. Mọi người nhìn lão như là một người điên hay là một kẻ mất trí. Hai cô bé trên thuyền là hai chị em họ, hơn nhau chưa đầy nửa tuổi. Cô lớn tên là Trình Anh, tính nết đoan trang dịu dàng, tâm hồn chứa đựng đầy tình thương quỷ mị. Còn cô nhỏ tên là Lục Vô Song, trái với chị rất là ranh mảnh, liến thoáng hoạt bát. Bởi vậy, tuy là hai chị em, nhưng mà mỗi người một tâm tư khác nhau. Trong lúc mọi người đang chú ý, nhìn lão già kỳ dị, thì Lục Vô Song nhảy dựng ở trên thuyền, chỏ cái miệng về phía ông già nói, các chị ơi, ông lão điên kia ngồi đã ba ngày rồi, chắc là ông ta đói lắm đó. Trình Anh bấm nhẹ vào vai của Lục Vô Song bảo, nè, biết có phải là người ta điên hay không? Nói khẽ chứ, ông ta nghe được thì khốn đó. Lục Vô Song giận lớn tiếng, nếu không điên á, sao mặc tấm sim của phụ nữ chứ, ngồi đó đánh trống làm gì? Lão càng giận, chúng ta càng được xem vui mắt thôi. Dứt lời, Lục Vô Song phá lên cười, cúi xuống mặt hồ, ngắt một gương sen, ném về phía ông lão. Trình Anh vội đưa tay cản lại. Hiền muội, đừng có đùa như vậy chứ, tội nghiệp người ta. Nhưng mà không kịp, chiếc thuyền cách bờ hơn có trăm thước, thế mà mặc dù Lục Vô Song còn nhỏ tuổi, nàng đã ném chiếc gương sen trúng ngay đầu của ông lão. Lão già kỳ dị vẫn ngồi điềm nhiên đánh trống, mắt vẫn hướng về phía trời xa, đợi cho gương sen rơi đến, lão nghe răng đớp lấy nhài ngẫu nghiến. Ba người thiếu nữ lớn tuổi thấy lão không hề bốc gì cả, nhài ngẫu nghiến của xác lẫn vỏ lấy làm rất là ngạc nhiên. Lục Vô Song lấy làm thú vị, nhặt tiếp một gương sen ném đến. Ông lão chưa có nhai xong chiếc gương trước, đưa đầu ra hứng. Chiếc gương sen rơi vào mé đầu của lão và nằm đó. Năm thiếu nữ phá lên cười một lượt bảo nhau, ừ, thật là lý thú chứ. Lục Vô Song lại ném tiếp, và cứ mỗi lần chiếc gương sen bay dèo đến, ông lão lè lưỡi ra làm cho chiếc gương sen tung bay lên rồi mới đưa đầu ra hứng lấy. Gương sen chồng chất trên đầu của lão như là những chiếc cổ tháp rất là ngoạn mục. Chỉ một lúc,
Chiếc cổ tháp được xây rất cao, gần đến đọt cây thùy liễu. Lục Vô Song thấy thế, không có ném gương sen nữa, bảo mọi người. Nè, chúng ta chèo thuyền vào bờ, đến gần ông ấy xem sao. Trình Anh nói, không nên, biết đâu ông ấy đang giận chúng ta đó. Lục Vô Song nói, tiểu muội xem ông ấy không có ý giận chúng ta đâu, nhưng mà nếu ông ấy giận thì làm gì được chúng ta mà sợ chứ. Trong lúc năm cô thiếu nữ đang bàn cãi với nhau, thì lão già kỳ lạ lắc đầu cho từng cánh sen rơi vào trong mồm và cứ thế nhai cho gần hết cái chiếc cổ tháp trên đầu của lão. Trình Anh thấy thế thương tâm, bàn với ba thiếu nữ lớn cho thuyền vào bờ, tự mình bước lên dâng cho lão một chung trà ngon và nói, lão trượng ăn sen như thế chắc là khát nước lắm rồi. Ông lão không có nói gì cả, tiếp lấy chung trà uống một hơi. Trình Anh tự tay mình lôi dài chiếc gương sen, lấy cái hạt đưa vào mồm cho ông lão. Hơi trà lẫn với vị hương sen khiến cho ông lão cảm thấy ngọt ngào. Đôi mắt quang vắng đang đuổi theo một bóng hình nào đó nơi chân trời dường như dịu lại. Ông ta liếc mắt nhìn Trình Anh, chậm rãi gật đầu tỏ ý cảm ơn. Nhưng mà lạ thay, trong lúc ông ta gật đầu xuống mà những chiếc gương sen trên đầu không rơi. Ngay sau đó bên bờ hồ lại có tiếng kêu của một con chó. Trình Anh quay đầu lại chỉ thấy là một đám trẻ con, đứa cầm gậy, đứa cầm đá đang đuổi theo một con chó ghẻ chạy xuống cây cầu. Con vật ghẻ khốn nạn đó đã từng bị bọn trẻ nghịch ngợm kia đuổi đánh mấy lần vì nó là một con chó hoang vô chủ. Trình Anh động lòng, cho nên mỗi lần mà gặp con chó đó, nàng vội vã lấy thức ăn đem cho nó. Đang bị đuổi đánh, bỗng thấy ân nhân của mình, con chó lao đầu đến bên Trình Anh, cố ý cầu cứu. Trình Anh nói với bầy trẻ, thôi thôi thôi, các em đừng có đánh đập nó tội nghiệp chứ, nó là một con vật bệnh hoạn, vô chủ, đáng thương hại mà. Bọn trẻ thấy Trình Anh là gái, lại không lớn hơn tuổi nó là bao, cho nên xì xộ không nghe lời. Một đứa trong bọn trẻ vẻ mặt đành ác nhất xông ra nói, chúng ta đánh con chó, can gì đến mày mà can thiệp chứ, đứng gian ra kẻo mình liên lụy đến thân đó. Lục Vô Song đứng bên cạnh chị, thấy cái thằng bé hỗn láo như vậy, bèn bước tới nói, tao bảo chúng bay không có được tàn nhẫn với con vật này. Lục Vô Song chưa có dứt lời, thằng bé nhảy chồm tới, đưa tay thoi vào trong mặt. Lục Vô Song né vội sang một bên, làm cho thằng bé mất thăng bằng, té nhũi về phía trước. Thừa thế, cô ta tung chân đạp mạnh vào vai, làm cho hắn cắm đầu xuống, mặt da phải một mô đất, gãy mất hai chiếc răng cửa thích chí. Lục Vô Song đứng vỗ tay cười. Trong lúc đó Trình Anh thấy thương tâm, vội đỡ thằng bé dậy, lau các vết máu trên mặt của nó vỗ về. Thôi thôi thôi, nè, nín đi, đừng có khóc nữa. Chỉ tại em tánh hung hăng, sao, em có đau lắm không? Nàng vừa nói, vừa rút chiếc khăn ra, lau những vết máu. Nhưng mà thằng bé không lấy thế làm lành, đưa tay xô mạnh Trình Anh ra, nguyền rủa. Tao không có cần chúng bay an ủi, chúng bay là một lũ không cha không mẹ, thua gì con chó ghẻ này chứ. Lục Vô Song tức giận bước tới, toàn đấm vào mặt của hắn một thoi nữa. Nhưng mà Trình Anh ngăn lại. Nè nè, nó đã bị thương rồi, hiền mũi đừng có giận nữa. Thằng bé trố mắt nhìn Lục Vô Song chồng chọc, nhưng mà nó vừa bị đạp, liệu không có đủ sức chống cự, liền xua lũ trẻ bỏ chạy. Vừa chạy vừa chửi rủa, đủ lời. Qua đến giữa cầu, lũ trẻ nhặt đá ném vào chị em của Trình Anh tới tấp. Chị em của Trình Anh biết võ nghệ cho nên tránh né lanh lẹ, chỉ tội nghiệp cho ba cô thiếu nữ lớn tuổi đã bị gạch ngói rơi trúng trên người là ơi ới. Bây giờ ông lão đứng bên cạnh chị em của Trình Anh cũng bị gạch đá ném trúng, nhưng mà ông ta vẫn điềm nhiên, không hề né tránh, cũng không có hề tỏ ra đau đớn gì. Bọn trẻ cho là kỳ lạ, tập trung cả gạch ngói một lượt ném ông lão, nhưng mà ông vẫn như thường. Chúng càng thích thú, càng cố gắng ném gạch đá nhiều hơn. Lục Vô Song bực tức trước cử chỉ trêu người đó, cô ta hét lên một tiếng, toan nhảy phóc qua cầu để mà cùng với bầy trẻ kia ăn thua một trận, nhưng mà ông lão đã kịp thời cản lại. Ông ta đứng án ngữ trước mặt của chị em Trình Anh, gục đầu cho hai cánh sen rớt xuống, dùng lưỡi đưa vào mồm nhai ngẫu nghiến. Nhưng mà lần này ông ta không có nuốt, búng miệng phun vào cái đám trẻ con. Xác gương sen bay đến trúng vào đứa nào cũng tỏ ra đau đớn, ù té bỏ chạy.
Lục Vô Song thích thú, cười, đồng thời cô ta cũng rất là ngạc nhiên, tự hỏi. Sát gương sen nhẹ như là bông vậy, ông lão làm sao mà phun ra xa vậy chứ? Mà cái vật nhẹ như thế, dẫu có trúng làm sao mà đau đớn được. Cả chị em của Trình Anh cũng đồng thời kinh ngạc nghĩ như thế. Thấy bầy trẻ rên rỉ, chạy trốn hết, ông lão kỳ dị ngửa mặt lên trời nói, theo ta chăng? Nói xong, ông ta rảo bước đi về hướng Tây. Lục Vô Song cầm tay của Trình Anh nói, chị ơi, chúng ta theo ông lão này xem thử đi. Trình Anh còn trù trừ chưa quyết, ba cô gái lớn tuổi đã cản lại. Thôi, chớ có nên đi chơi xa, hãy trở về sớm là hơn, vì dượng mà biết được rầy ra không ít đâu. Lục Vô Song thấy Trình Anh do dự, nắm chặt tay nói, nếu chị không đi, em sẽ đi một mình. Từ bé đến giờ, chị em của Trình Anh lúc nào đi chơi đâu cũng có nhau. Chẳng lẽ Trình Anh để cho Lục Vô Song đi một mình? Biết là không cản trở được ý định của em, biết không cản trở được ý định của em, Trình Anh miễn cưỡng bước theo. Ba cô thiếu nữ lớn tuổi, vừa ái ngại, vừa sợ sệt, đứng bên bờ hồ kêu réo. Bóng con già quái dị và chị em của Trình Anh đã khuất dần trong bãi dâu xanh. Đi được một lúc, ông già quay đầu lại thấy chị em của Trình Anh lẻo đẻo theo sau mình. Ông lão liền dùng tay kẹp mỗi người vào nách, phi thân dùng dục như bay. Chị em của Trình Anh nghe gió tạt vào tai ù ù và những cái rặng cây bên đường lướt qua dùng dục, còn chân của ông lão hình như không có chấm đất. Thật vậy, lão già kỳ dị đó đã dùng thuật khinh công bồng chị em của Trình Anh đi với một tốc độ phi thường. Cho đến nỗi Lục Vô Song là một cô gái ranh mảnh, bạo dạn nhất cũng có cảm giác sợ sợ. Cô ta là lớn. Thôi thôi, xin lão trưởng buông chị em tôi ra đi, tôi không có muốn theo lão nữa đâu. Mặc kệ, lão già không có để ý lời nói Lục Vô Song, lão càng gia tăng tốc độ. Bị ông lão làm cho trái ý, Lục Vô Song cắn mạnh vào cánh tay của lão mấy cái. Lão già hình như đã quá hiểu tính nết của Lục Vô Song, cho nên vẫn xem như không có, chẳng hề tỏ ý giận dữ. Trái lại, Lục Vô Song cảm thấy cánh tay của ông lão như sắt đá, hàm răng của nàng vừa cắn vào đã tê buốt, đau đến tận tâm can. Qua một lúc dùng thuật phi hành, ông lão dừng chân buông chị em của Trình Anh giữa một bãi tha ma, trước mặt chân trời xa thẳm. Trình Anh lo lắng ôn tồn thưa, ông ơi, xin ông cho hai chị em tôi trở về, kẻo tối rồi, chúng tôi không có muốn ở đây nữa đâu. Ông lão nhìn chòng chọc vào mặt của Trình Anh, không nói nửa lời. Cái nhìn của ông ta chứa đựng một cái nỗi buồn thê lương, ảm đạm làm sao, khiến cho Trình Anh, một cô gái mới lên chín, cũng cảm nhận được. Trình Anh phút chốc động lòng trắc ẩn, thấy thương hại vô cùng. Và cô lại còn cảm thấy cái nỗi buồn đó gợi vào tâm khảm của mình một nỗi bi thiết. Cô ta thỏ thẻ, này, ông ơi, tôi thấy ông buồn lắm. Ông cần tìm chốn khuây khỏa, vậy thì ông đưa hai chị em chúng tôi trở về bờ hồ. Từ nay cứ mỗi buổi chiều, chị em chúng tôi sẽ đến đó làm cho ông vui, hái sen bóc hột cho ông ăn nha. Lời nói thật thà của cô bé lên chín, ông lão thấy cảm động rưng rưng nước mắt. Ông ta hé răng nói như than, đúng vậy, đã 40 năm qua, không biết ai để vui buồn cùng lão. Rồi sự đau đớn trong lòng của lão vừa xuất hiện trên nét mặt, phút chốc thay đổi, lão trở nên giận dữ, hung ác, hét lớn. Hà Nguyên Quân là gì của mày? Lão chụp lấy Trình Anh, một tay nắm vai, một tay nắm lưng, xốc lên, quay một vòng ngược lên trời. Lão vừa quay vừa hét, Hà Nguyên Quân, Hà Nguyên Quân. Trình Anh khiếp vía, la lên nhưng mà không ra tiếng, dài giọt nước mắt rơm rớm lăn trên đôi gò má cô bé. Ông lão rít lên, mày khóc sao? Mày khóc à? Thì ra đã 40 năm mày vẫn như thế, vì sao mà không trốn theo ta? Vì sao mày không trốn theo ta? Mày chê ta xấu xí, mày khóc, mày thương ai? Mày thương hại ta sao? Qua một lúc, lão dừng tay nhìn tận mặt của Trình Anh. Trình Anh khiếp sợ rụt rè, không, tôi không khóc, tôi không khóc. Lão già cười chua chát nói, ta đâu có xứng đáng nhận cái giọt nước mắt của em. Em không bao giờ có thể bố thí cho ta một giọt nước mắt. Thế thì ta còn sống trên đời này để mà làm gì? Dứt lời,
ông lão xô mạnh Trình Anh ra, cố gắng lấy sức bình sinh của hai tay, lão lao vào một tấm bia xanh bên cạnh. Tấm bia bằng đá xanh chôn chặt dưới đất đã bị sức mạnh của lão bật tung lên, còn ông lão nằm sóng sượt trên cái tấm bia đá nặng hơn ngàn cân. Lục Du Sông hốt hoảng kêu thất thanh: "Chị ơi, chúng ta đi trốn mau." Cô bé vừa nói vừa bước tới nắm tay của Trình Anh kéo chạy. Trình Anh chạy theo Lục Du Sông được mấy bước, quay đầu lại thấy ông lão máu me lầy láng nằm ngất liệm, cho nên không có đỡ bỏ đi, nói với Lục Du Sông: "Hình như ông ấy chết mất, chúng ta trở lại xem sao." Lục Du Sông nói: "Nếu mà lão chết tất thành quỷ, chúng ta đến gần nguy hiểm đó." Trình Anh nghĩ thầm: "Chắc là ông này có một dĩ vãng quá đau thương cho nên mới liều thân như vậy. Nhưng mà để cho ông lão chết, lòng cô bé thấy không an." Trình Anh nói với Lục Vô Song: "Đừng để cho ông ta chết tội nghiệp như vậy. Chị định chắc là ông ta tỉnh dậy, không có hung dữ và điên dại như lúc nãy đâu." Lục Vô Song nghe lời của chị, hai chị em nắm tay một lần nữa tiến đến gần. Máu tươi vẫn còn phụt ra, nhuộm đỏ cả mặt mày và râu tóc của ông lão. Trình Anh thỏ thẻ gọi: "Ông ơi, ông có đau lắm không?" Ông lão rên lên một tiếng, tiếng rên chứa đầy uất hận. Trình Anh bạo dạn bước đến lấy chiếc khăn lau máu trên mặt của ông lão, nhưng mà máu ra quá nhiều, chiếc khăn cô bé ướt đẫm mà máu cứ phụt mãi như xối. Trình Anh thở dài, ngẫm nghi một lúc, cô bé hé răng cắn vào vạt áo, xé ra một miếng cột nơi vết thương cho ông lão. Lục Vô Song thấy thế nói: "Chị ơi, chị xé áo như thế, lúc mà về nhà, gia gia mà trông thấy, chúng ta không có khỏi bị quở mắng đâu." Trình Anh buồn bã đáp: "Gia gia lúc nào mà chả rầy mắng chúng ta, việc chị làm chị sẽ chịu cho gia gia trừng phạt." Vết thương của ông lão được rịch lại, máu cầm không có chảy ra nữa. Ông từ từ hồi tỉnh, nói khẽ qua hơi thở: "Em lại đến cứu ta. À không không, em đừng làm vậy. Vì sao em không để cho ta chết cho an thân đi?" Thấy ông lão tỉnh lại, Trình Anh mừng rỡ hỏi: "Ông ơi, ông có còn đau lắm không?" Ông lão lắc đầu nói: "Ta đau lắm. Ta đau đã 40 năm nay rồi. Ta không có đau ở đầu mà đau ở lòng." Trình Anh lấy làm lạ, ngơ ngác tự hỏi: "Tại sao mà ông lão chạm đầu vào cái bia mộ kia không đau ở đầu mà đau ở lòng? Thật là quái gở." Nhưng mà Trình Anh, cô bé lên chính, làm sao mà hiểu nổi cái đau buồn dĩ dãn của một con người sống yếm thế đó. Cô bé triền miên suy nghĩ, lao vết thương cho ông lão, cho đến lúc dịu hẳn. Bây giờ ông lão mới hé mắt nhìn Trình Anh, cái nhìn như là tiếc nuối, đau thương. Ông ta rên rỉ: "Em nhất định không có cùng ta hội ngộ, chúng ta đành phải chia ly mãi mãi, chứ biết làm sao đây. Trước khi ly biệt, em có thể tặng cho ta vài giọt nước mắt chăng?" Giọng rên rỉ như hướng về dĩ dãn và quá bi ai, khiến cho Trình Anh chạnh lòng nghĩ đến kiếp phong trần. Suốt đời chỉ biết tha thiết cầu khẩn một tình thương. Nhưng mà tình thương nào đã làm cho ông lão đau đớn điên cuồng đến thế? Thật là tội nghiệp. Đột nhiên Trình Anh rơm rớm nước mắt. Giọt nước mắt trong vắt như là hai giọt sương từ từ lăn trên gò má cô. Ông lão trông thấy rú lên một tiếng, đôi mắt tròn xoe, hơi thở hổn hển: "Em đã vì ta mà rơi lệ. Ôi chào, những giọt nước mắt đầm ấm làm sao?" Ông lão ôm chầm Trình Anh vào trong lòng mà nức nở. Sự xúc động kích thích vào lòng của một đứa bé măng tờ, bé nhỏ, Trình Anh quên cả sự thật trước mắt. Cô bé cũng ôm chầm lấy lão, khóc sướt mướt như hai kẻ yêu nhau tự tội nào. Lục Vô Song đứng nhìn cái cảnh tượng quái dị một lúc, rồi không thể nhịn cười được. Cô bé bật lên tiếng cười thích thú. Tiếng cười của vẻ chế nhạo trước cảnh thương tâm khiến cho ông lão bừng tỉnh, xô Trình Anh ra đứng phắt dậy, quắt mắt nhìn Lục Vô Song hét lên: "À, thì ra là mi, mi vừa thương hại ta lại vừa chế nhạo ta. Được, ta sẽ cho mi gặp khổ suốt đời." Nhưng vừa dứt lời, lão già có vẻ suy nghĩ, đôi mắt của lão chăm chăm nhìn Lục Vô Song, lại quay nhìn Trình Anh nói: "Không, không phải là nó. Thế ra Hà Nguyên Quân là cái gì của các em? Tại sao mà các em lại giống nó vậy?" Hai chị em Trình Anh nhỏ tuổi, song từ diện mạo cho đến tính tình khác biệt nhau.
Trình Anh có nước da trắng mịn nõn nà, có thân hình cân đối, tính nết ôn hòa. Ngược lại, Lục Vô Song có nước da ngăm ngăm màu đỏ, người cao mảnh khảnh, tánh lại liến thoáng ngạo nghễ. Lục Vô Song nghe lão già nói, xen vào đáp: "Chúng tôi nào có giống ai đâu, sao ông lại bảo chúng tôi giống một người khác chứ?" Lão già trừng mắt nhìn cả hai cô bé, rồi bất thần lấy tay đấm vào đầu như cố tìm ra một hình ảnh nào trong ký ức. Ông ta nói: "Thôi rồi, ta loạn óc rồi. Này, Tiểu Điệt, có phải là cháu họ Lục không?" Lục Vô Song ngạc nhiên đáp: "Chính tôi là họ Lục, nhưng mà vì sao ông lại biết?" Lão già không có đáp, hỏi tiếp: "Tổ phụ của Tiểu Điệt là Lục Triển Nguyên, có phải không?" Lục Vô Song gật đầu: "Đúng vậy." Ông lão trầm ngâm một lúc, trong lúc yên lặng, bỗng ông ta bồng xốc Trình Anh lên không, nhìn vào mặt hỏi: "Còn Tiểu Điệt này họ gì, và gọi Lục Triển Nguyên là cái gì?" Lần này Trình Anh không có sợ sệt, bạo dạn đáp: "Tôi họ Trình, tên là Anh, ngoại tôi họ Lục, cho nên mẹ tôi họ Lục." Ông lão cười khanh khách nói: "Thôi đúng rồi, Lục Triển Nguyên và Nguyên Quân sinh đặng một trai một gái." Đoạn ông quay về phía Lục Vô Song nói tiếp: "Con trai của Lục Triển Nguyên và Lục Quân chính là cha mẹ của Lục Tiểu Điệt đó. Con gái của hai người này là mẹ của Trình Tiểu Điệt đây. Do đó mà hai cháu đều giống với Nguyên Quân. Một cháu thì giống cái dáng yêu kiều, một cháu giống cái liếng thoáng ngang ngạnh." Trình Anh chẳng hề biết bà ngoại của mình tên là Hà Nguyên Quân. Từ bé đến giờ cô ta chỉ biết bà ngoại là bà ngoại thôi. Còn Lục Vô Song cũng thế, chẳng có biết đến danh tánh của bà nội của mình. Nghe ông lão nói, hai chị em đinh ninh rằng con người kỳ dị đó hẳn là có liên quan đến dòng họ của mình trước đây. Bây giờ ông lão thả Trình Anh xuống đất, ông ta mới ôn tồn nói với hai cô bé: "Các cháu hãy đưa ta đến thăm Lục Triển Nguyên nha." Trình Anh thưa: "Ông ngoại của cháu không còn đây nữa." Ông lão ngạc nhiên nói: "Tại sao vậy? Ta cùng với ông ngoại của cháu đã có lời nguyền cùng nhau tương ngộ mà." Trình Anh nói: "Ông của cháu mất từ mấy tháng trước rồi, ông không thấy chúng cháu đang chịu tang sao?" Ông lão nhìn thấy hai chị em Trình Anh đều thắt lưng gai, cho nên tin lời, tỏ vẻ trầm ngâm, luyến tiếc. Lẩm bẩm nói một mình: "Thế là 40 năm nay, ta đã uổng công mang sim phụ nữ, uổng công tập luyện công phu rồi." Lão ngửa mặt lên trời, cười mấy tiếng thật lớn, tiếng cười dung theo gió làm rợn cả bãi tha ma. Lúc ấy, mặt trời đã bắt đầu tối, màn đêm rủ trên những cành thùy liễu, bày ra một cảnh trí hải hùng. Lục Vô Song bắt đầu cảm thấy lo sợ, níu áo Trình Anh bảo: "Thôi, chúng ta về đi, chị ơi." Ông lão hét lên: "Trời ơi, thế thì Hà Nguyên Quân phải đau khổ lắm sao, hiu quạnh lắm sao. Này, các cháu, các cháu đưa ta về thăm bà của các cháu đi." Lục Vô Song nói: "Bà của chúng tôi cũng không còn nữa." Câu nói như một tiếng sét đánh vào tai. Ông lão nhảy lồng lên như một con vật bị đau, hai hàm răng nghiến chặt nói: "Các cháu nói sao? Các cháu không có nói dối lão chứ? Bà của các cháu đã chết rồi à?" Trình Anh thấy cử chỉ của ông lão sợ tái mặt, nói không ra tiếng. Qua một lúc lâu, cô bé mới thỏ thẻ đôi lời: "Ông ơi, ông đã làm cho các cháu sợ. Dần, bà của các cháu đã chết rồi, chết cùng một lúc với ông của các cháu á." Ông lão nắm chặt hai bàn tay đấm vào bụng la lớn: "Trời ơi, chết rồi sao? Thế là ta không bao giờ còn gặp mặt nữa." Sau phút giận dữ, lão dịu hẳn người lại, miệng mau khóc: "Ta nhớ ngày nào, lúc mà ly biệt, nàng hứa là nhất quyết sống để mà cùng ta hội ngộ. Thế là giấc mộng đã tan thành, thế là lời nguyền đã bội ước." Rồi như quá cảm kích, lão trở thành đau đớn, mất bình tĩnh, là rống lên như một con hổ. Lão bẻ gãy một cành cây, cầm nguyên cả nhánh, múa may quay cuồng. Trình Anh và Lục Vô Song sợ quá, chẳng biết lão làm cái gì nữa. Hai chị em nắm tay nhau chờ đợi. Bỗng nhiên lão tung hai cái cây ra, chạy đến một gốc cây thùy dương, ôm tận gốc cây, xây mấy vòng rồi rên rỉ: "Em đã hứa cùng với ta, sao mà em lại bội ước vậy? Em đã bảo nhất định có ngày tương ngộ kia mà." Tiếng rên rỉ của lão gian dội giữa bãi tha ma, nghe rất là hãi hùng. Đoạn lão ngồi chồm hổm xuống,
đặt hai bàn tay lực lưỡng bám chặt gốc cây, rống lên như tiếng sấm. Lên! Gốc Thùy Dương vĩ đại kia đánh phức một tiếng, cái gốc cây trốc lên. Lão bẻ ngang giữa thân cây, cầm cả cành lá, múa mây quay tròn, nhẹ nhàng như cầm một chiếc dù to tướng. Tiếng gió dùng dục, cành lá xào xạc, thật là một sức mạnh không tưởng tượng nổi. Nhưng mà thần sắc của lão lần lần lắng dịu, lão buông cả gốc Thùy Dương ra, bước đến bên chị em của Trình Anh, nhoén miệng cười với vẻ thiện cảm nói: lão đã làm cho các cháu sợ hãi rồi, lão thật là lỗi lầm. Nhưng mà thôi, mộ của ông bà các cháu ở đâu, chỉ cho lão đến đó thăm viếng đi. Lục Vô Song bấm tay Trình Anh, cố ý chặn trước câu trả lời. Nhưng Trình Anh vốn thật thà không có rõ ý định của nó, liền nói: mộ ông bà của cháu chôn gần trang viên, ở một bên có một gốc cây què, ông đem các cháu trở về, các cháu sẽ chỉ cho. Ông lão nhón mình lên, nhìn phía trời xa như muốn nuốt cả không gian. Lão kẹp hai cô bé vào mình, tung chân chạy như bay, hướng về gốc cây què. Lão nhắm thẳng đường không có quan tâm đến trở ngại, rạch tường sông hồ, lão nhảy lên bất kể sâu cạn rộng hẹp. Cha mẹ của Lục Vô Song vốn là những tay võ nghệ cao cường. Hai cô bé này cũng đã từng thấy lối khinh công khác thường, nhưng mà so với lão già này á, cha mẹ của Lục Vô Song còn phải nhiều năm tập luyện mới có thể sánh nổi. Trong khoảnh khắc, lão đã đến trước một gốc cây què. Nơi đó quả nhiên có hai ngôi mộ nằm song song. Trước mỗi ngôi mộ có dựng một tấm bia còn mới, nét chữ đỏ khắc vào trong đá chưa có phai màu. Trên mộ cỏ non lơ thơ lởm chởm. Lão đặt hai chị em của Trình Anh xuống đất, áp mặt vào cái tấm bia mộ, cố đọc hai hàng chữ trong bóng tối nhá nhem: Tiên khẩu Lục Công Triển nguyên chi mộ, và Tiên tỷ Lục Mang Hà phu nhân chi mộ. Đọc xong, lão trầm ngâm cái nét mặt không khóc, nhưng nước mắt của lão cứ tuôn ra trên hai gò má nhăn nhèo hốc hác. Bây giờ đôi mắt của lão không trông thấy mọi vật xung quanh nữa, lão chỉ thấy có hai tấm bia mộ. Hai tấm bia đang án ngữ trước tâm tư u buồn của lão. Bỗng lão thấy hai tấm bia như lay động, đã biến thành đôi trai tài gái sắc. Nàng là một thiếu nữ yêu kiều diễm lệ, con chàng là một thanh niên tuấn tú, uy nghi. Họ nhảy múa trước mắt của lão như một đôi hồ điệp lả lơi say nắng mùa xuân. Bất giác, lão thét lên: thế thì quá lắm rồi, họ dám tặng nhau chiếc sim hồ điệp rồi. Lão dùng tay lên, lấy hết sức bình sinh, đấm vào trang thanh niên tuấn tú đang ngạo nghệ trước mặt của lão. Nhưng mà cú đấm của lão trúng vào chiếc bia mộ của Lục Công Triển, phát ra một tiếng bóp ghê hồn. Chị em của Trình Anh không hiểu gì cả. Lão thét lớn: mày trốn đi đâu, hèn nhát. Rồi một lần nữa, hai tay của lão đấm túi bụi vào tâm bia. Càng đánh, lão càng hung hăng, lão rống lên những tiếng nghe rùng rợn. Cuối cùng, tấm bia đá tan ra từng mảnh, lão cười một cách khoái trá: mày đã bị tao đánh nát sọ rồi, thôi không còn phải mặc cái tấm sim hồ điệp này nữa làm gì. Lão đứng dậy, cởi chiếc sim hồ điệp lão đang mặc trên người, xé ra từng mảnh tan nát và ném tung lên trên ngôi mộ của Lục Công Triển. Lão nhìn từ lưng của lão xuống đến hai chân, thấy không còn chiếc sim phụ nữ mà lão đã từng mặc hơn 40 năm trời. Lão thích chí cười khanh khách, tiếng cười như điên như dại. Bỗng cái tiếng cười của lão im bặt. Lão đứng lặng yên, cảm thấy như có điều gì chưa thỏa, lão mới lẩm bẩm: ta không thể không thấy mặt của nàng. Dứt lời, lão cúi xuống, xòe hai bàn tay bấu vào ngôi mộ của Hà Nguyên Quân, bới đất lên từng mảnh, và cứ như thế, lão đào mãi cho đến lúc nắp quan tài đã lộ ra trước mắt. Bây giờ, hai chị em của Trình Anh mặt mày tái nhợt, hai cô bé run rẩy nắm tay nhau mà chạy trốn. May mà lão già đó mắt đào mã, không có chú ý đến hai cô bé, cho nên hai cô bé mới chạy thoát. Hai cô bé chạy được một lúc, qua khỏi mấy khúc quanh, chẳng còn thấy bóng dáng của lão già đâu nữa, mới yên lòng theo đường mà trở về Lục Gia Trang. Bây giờ trời cũng đã vừa tối, Lục Vô Song hấp tấp chạy vào sảnh đường là rối rít: phụ thân, phụ mẫu ơi, có người đang đào mã của bà nội đó. Lộc Lập Đỉnh, cha của Lục Vô Song lúc đó đang trò chuyện với ba người khách lạ. Lục Lập Đỉnh trước kia vốn được cha mẹ công phu giáo dục theo nề nếp gia phòng thuở ấy. Tuy là võ nghệ cao cường,
song từ nhỏ đến giờ đã bị cha mẹ cấm tuyệt con đường giang hồ mã thượng, cho nên giới hảo hớn chẳng mấy ai biết đến. Lục Lập Đỉnh cố nhiên không có lấy thế làm vui, song muốn tròn chữ hiếu phải tuân lệnh gia nghiêm, đành cam mãi một tài nghệ trong trấn Lãng Hồ, nơi đất Giang Nam ngày nay. Một hôm, Lục Lập Đỉnh đang ngồi suy nghĩ về dĩ vãng của song thân trong đại sảnh, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng ngựa hí và tiếng người kêu. Chúng tôi là kẻ hậu bối, muốn xin vào ý kiến Lục Lão Công. Lục Lập Đỉnh đoán biết họ là khách lạ tìm đến, vì đất Giang Nam hiểm trở, toàn là sông rạch, nếu không có việc gì không ai muốn dừng bước. Không muốn để cho khách lạ đứng chờ lâu, Lục Lập Đỉnh chạy ra cổng, thấy có ba người khách tha phương, thân hình lực lưỡng, cởi ngựa cao, lưng khoác thanh y đầy bụi trắng đang đứng chờ. Thấy Lục Lập Đỉnh, cả ba đều xuống ngựa chắp tay thi lễ nói: chúng tôi là kẻ ở xa, muốn tìm đến đây ra mắt Lục Lão Công. Lục Lập Đỉnh nghe khách nhắc đến song thân của mình, trong lòng buồn bã ứa lệ đáp: tôn nghiêm của tôi đã thất lọc hơn 3 tháng nay, quý vị là ai, xin cho biết danh hiệu. Ba người khách lạ nghe nói, mặt mày biến sắc, vẻ mặt lo lắng của họ hiện rõ trên những cái dần xám đen và biến thành màu đất. Họ như tán loạn, mất trí, đang đứng không nói ra lời. Lục Lập Đỉnh chưa có hiểu gì cả, thấy thế hỏi: xin quý vị cho biết, quý vị đến đây tìm phụ thân tôi là có việc gì? Ba người đứng yên không đáp, một người cất tiếng than: thôi, thế là hết, chúng ta không thể nào mà cản được số mệnh rồi. Ba người cúi đầu chào Lục Lập Đỉnh một cách lễ phép và hấp tấp lên ngựa. Một người xuống ngựa nói: lẽ nào chúng ta đến đây mà không vào từ đường bái lại anh linh của lão anh hùng? Lục Lập Đỉnh vội đỡ lời nói: thưa, tôi không muốn làm phiền quý vị. Một người trả lời: không, chúng tôi rất là thành kính anh linh của lão anh hùng, vậy xin gia chủ cho chúng tôi đến từ đường làm lễ lão công. Lục Lập Đỉnh đáp: vậy tôi xin mời quý vị theo tôi. Ba người xuống ngựa, phủi sạch lớp bụi mốc ở bên ngoài áo, rồi bước theo chân của Lục Lập Đỉnh vào hậu sảnh. Cả ba đứng chắp tay trước bàn thờ của Lục Công và phu nhân, tỏ ra rất cảm động. Họ đăm đăm nhìn trên bàn thờ rồi khóc tấm tức như là người trong thân thuộc vậy. Lục Lập Đỉnh cũng động lòng trước cảnh tượng đó, rưng rưng đôi dòng lệ khóc theo. Trong ba người có một người dáng dấp hơi thấp và béo phệ nói: Châu Hiền Đệ, chúng ta xin cáo biệt gia chủ để mà lên đường. Người được gọi là Châu Hiền Đệ đưa tay lau nước mắt, cúi chào Lục Lập Đỉnh nói: thưa Lục huynh, chúng tôi đã bái lễ xong, Lục huynh cho phép chúng tôi từ biệt. Lục Lập Đỉnh ân cần mời: xin quý vị hãy cùng tôi ra tiền sảnh để mà uống chén trà cho ấm lòng đã. Ba người lễ phép nói: chúng tôi không có dám làm phiền gia chủ. Nói xong, ba người quay gót bước ra cổng. Lục Lập Đỉnh thấy dáng điệu của ba người, người nào cũng là con nhà võ, mà sao đến cùng hấp tấp, đi cùng hấp tấp, nên có ý nghi hoặc nghĩ thầm: chắc ba người này có điều gì khẩn yếu. Lục Lập Đỉnh liền bước theo tận cổng. Ba người đến cổng chắp tay chào Lục Lập Đỉnh một lần cuối, rồi mới nhảy phóc lên lưng ngựa. Một trong ba người vừa đưa chiếc roi ngựa lên, thì vai áo bỗng hất ra để lộ trên da một cái vết bầm đỏ ửng. Lục Lập Đỉnh trông thấy thất kinh, buộc miệng kêu: quý hữu đã bị xích luyện thần chưởng rồi. 4 tiếng xích luyện thần chưởng như là có sức mạnh lôi ba người khách trở lại với Lục Lập Đỉnh. Ba người rung lập cập quay ngựa trở lại, đến trước Lục Lập Đỉnh cúi đầu nói: ô cha, chúng tôi là kẻ ngu phu, đứng trước núi thấy sơn mà không thấy. Lục hiệp sĩ đã biết chúng tôi đã bị xích luyện thần chưởng, vậy xin mở lòng cứu giúp chúng tôi vậy. Lục Lập Đỉnh khiêm nhường nói: kẻ hèn này võ công chưa có rèn luyện được bao nhiêu, trước kia nhờ thân phụ truyền dạy cho nên mới biết đôi chút về chưởng thuật này. Ba người khách lạ như là bừng tỉnh, nhảy phóc xuống ngựa, cúi rạp người xuống đất nói: trong lúc bối rối chúng tôi đã quên mất Lục đại huynh là con của Lục Lão Công, lẽ nào không thừa hưởng cái di sản đó chứ. Lục Lập Đỉnh không có nói gì cả, bước tới đỡ ba người khách lạ, dắt về đại sảnh để mà hỏi thăm duyên cớ. Trong lúc đang nói chuyện thì Lục Vô Song hớt hải từ bên ngoài chạy vào, miệng nói rối rít. Lục Lập Đỉnh bận tiếp khách không có thèm để ý lời của ái nữ, vội xua đuổi.
Việc gì mà rối ren vậy? Chớ có vô lễ, trở về hậu cảnh lập tức đi. Lục Vô Song thấy cha của mình không để ý quan hệ liền thưa. Cha, việc này là quan hệ, không phải là chuyện thường đâu. Có một người đang quật mã bà nội của con đó. Lục Lập Đỉnh ngơ ngác cau mày hét. Súc sanh, đừng có nói bậy, có ai dám làm chuyện phi thường đó. Lục Vô Song thấy cha mình không có tin lời, vội cãi lại. Quả là như vậy, nếu cha không tin, ra gốc què sẽ thấy thôi. Bây giờ, Trình Anh đã về đến nhà và cũng nói như là Lục Vô Song đã nói. Lục Lập Đỉnh xưa nay vốn biết tánh của Trình Anh, không bao giờ đặt điều nói nhảm, nên đem lòng tin hỏi lại từ đầu. Trình Anh kể chuyện ông lão từ lúc mà ngồi trên bờ hồ đến lúc đào mã Hà Nguyên Quân. Lục Lập Đỉnh nóng lòng, nghe chưa hết câu chuyện, vội vã bước vào bên trong, lấy đoạn dao dắt vào trong mình, gọi ba người khách lạ nói, xin mời quý hữu theo tôi. Trời tờ mờ tối, bốn bóng đen lướt nhanh về phía cây què. Đến nơi, không có thấy bóng dáng của lão già đâu cả, chỉ thấy cái mộ đất đào tung tóe, hai chiếc quan tài đã bị đào lên khỏi đất và bật nắp trống rỗng. Những cái đồ khâm liệm dung dãi ra ngổn ngang. Lục Lập Đỉnh bước đến nhìn vào hai quan tài thì thấy hai tử thi không còn nữa, chỉ thấy trên nắp in sâu những cái dấu tay rất lớn. Ba người khách lạ nhìn nhau sửng sốt thì thầm. Hiện trạng này chứng tỏ cái lão già chỉ dùng tay không quật mộ, đoạt tử thi. Hành động ấy phải là một kẻ có võ công siêu phàm mới có thể làm được. Lục Lập Đỉnh cũng nghĩ vậy. Ngoài sự khâm phục tài nghệ của kẻ thù, Lục Lập Đỉnh còn phân vân tự hỏi. Lão già này có can hệ gì đến gia đình ta, song thân ta? Với hành động quái nghiệp này không phải là một chuyện vô cớ. Nghĩ vậy, Lục Lập Đỉnh rút chiếc đoạn dao lâm le cầm trên tay. Từ từ đi quanh hai ngôi mộ tìm vết chân của kẻ thù lúc đến lúc đi. Nhưng mà tuyệt nhiên, ngoài những dấu tay in sâu trên chiếc quan tài, lão già không có để lại vết tích gì nữa. Lục Lập Đỉnh tức giận hét lên. Ác tặc, mới đã dùng thuật kinh công lui tới nơi này sao? Vừa nói, Lục Lập Đỉnh vừa lâm lâm lưỡi dao, nét mặt hầm hầm, tiến từng bước một về phía trước, như là kẻ thù còn ẩn nấp đâu đây. Bây giờ, trời đã tối mịt, bãi tha ma vắng lặng như tờ. Đây đó rải rác những cây thùy liễu đen ngòm như những con thú dữ rình mồi. Một vài nhát đoạn dao của Lục Lập Đỉnh thông qua, gia cành thùy liễu rơi tua tủa phát ra cái tiếng động rồi im lặng. Thỉnh thoảng vài cơn gió thổi lẫn với tiếng côn trùng rạ rích nghe rất rùng rợn. Lục Lập Đỉnh càng tức giận, lòng can đảm càng nhiều. Chàng dung đoạn dao đi vào các cái lùm cây rậm, cành lá rơi lả tả, chẳng biết như thế có làm nguôi cơn giận của chàng không. Ba người khác đứng ở đằng xa thỉnh thoảng nghe Lục Lập Đỉnh chặt lưỡi nói một mình. Thế này thì chắc chắn phải có thuật khinh công siêu diệt. Nghĩ thế, Lục Lập Đỉnh lại dùng thuật khinh công chạy khắp vùng, ẩn hiện trong bóng tối chập chờn, hy vọng có thể tìm ra địch thủ. Nhưng mà vô hiệu, sau khi mà tìm khắp nơi, Lục Lập Đỉnh lại trở về trước ngôi mộ, ôm mặt khóc sướt mướt. Ba người khác thấy thế khuyên giải. Lục huynh hãy yên tâm, chúng tôi tin chắc rồi đây thế nào cũng sẽ tìm ra ác tặc này. Lục Lập Đỉnh dương đôi mắt tròn xòe nói lớn. Lão già là ai chứ? Có liên quan gì đến gia đình của ta? Các người đã biết sao các người không nói chứ? Một trong ba người khách thưa. Câu chuyện này rất dài dòng và bí hiểm. Chúng ta không có nên ở đây mà đàm luận đâu. Xin Lục huynh cùng chúng tôi trở về đại sảnh, đem hết tâm trí để mà xét đoán, thế nào cũng tìm được duyên cớ. Lục Lập Đỉnh như hối hận trước cử chỉ quá bồng bột của mình, tỏ vẻ ân cần nói, xin quý khách thứ lỗi, ta đã vì đau khổ cho nên đã thất lễ. Ba người khách ôn tồn thưa, xin Lục huynh đừng có nghĩ vậy. Bốn người trở về Lục gia trang, vào an tọa nơi đại sảnh. Nét mặt của Lục Lập Đỉnh vẫn rầu rầu chưa nguôi. Sau một vài chung trà, Lục Lập Đỉnh lui vào hậu đường để mà tìm phu nhân kể lại sự tình. Nhưng lúc nãy giờ, sau khi mà nghe câu chuyện Lục Vô Song kể lại, phu nhân xách kiếm ra đi chưa có về. Không tìm được vợ, Lục Lập Đỉnh quay ra đại sảnh để mà cùng khách hàn huyên. Ba người bắt đầu kể lại câu chuyện của họ đã bị xích luyện thần chưởng cho Lục Lập Đỉnh nghe. Họ là những người hộ tống làng Hoa thuộc đất Sơn Đông,
một người họ Tô, một người họ Long và một người họ Thân. Vừa nghe qua tên họ, nghề nghiệp của các vị khách, Lục Lập Đỉnh đã bất bình nói: "Ta xưa nay có bao giờ quen với những người hộ tống, các ngươi tìm đến nhà ta là ý muốn gì?" Ba người khách lễ mễ đứng dậy chắp tay nói: "Xin Lục huynh rộng lòng thương cứu mạng cho chúng ta, mặc dù chúng tôi là kẻ hèn mọn, không có dám được Lục huynh chiếu cố." Lời rên rỉ đó làm cho Lục Lập Đỉnh động lòng, chàng hỏi: "Thôi, các ngươi đứng dậy kể cho ta nghe vì sao bị xích luyện thần trưởng đi." Hai người họ Long và họ Tô đồng thưa: "Cả ba chúng tôi đều thụ thương bởi độc thủ xích luyện thần trưởng." Vừa nói, họ vừa lật áo đưa dài cho Lục Lập Đỉnh xem. Thấy những dấu máu tay ửng hồng rùng rợn, Lục Lập Đỉnh hét lớn: "Vì sao cả ba người cũng bị một lần? Kẻ nào đã dùng món độc thủ đó? Vì sao mà các ngươi lại biết thân phụ của ta có thể chữa mạng cho các ngươi?" Người họ Long thưa: "Cách đây 7 hôm, chúng tôi có áp tải một chiếc xe từ Sơn Đông đến Phúc Kiến. Khi mà đến vùng Dương Chân, vì khí trời oi ả nên chúng tôi đã tạm dừng chân tại một tửu điếm để mà giải khát. Bỗng chúng tôi thấy ở phía xa xa có một người cưỡi ngựa xăm xăm đi đến. Đến gần thì ra đó là một đạo cô khoác chiếc áo hoàng bào, ngồi trên lưng một con lừa thấp, tuổi giàu trạc trung niên nhưng mà nhan sắc còn cực kỳ diễm lệ. Đạo cô đến trước quán cho ngựa dừng lại, bước đến gọi tửu điếm pha trà. Trong nhóm của chúng tôi có tên Châu này vốn háo sắc, nay gặp mỹ nhân khó có thể bỏ qua. Chàng bước đến gần giai nhân, vừa cười vừa nói: "Cô nương đi một người một ngựa, thần gái dặm trường, không sợ cường đạo sao? Thôi, hãy cùng tôi sớm tối có bằng đường, ý cô nương thế nào?" Người đẹp mỉm cười đáp: "Thưa tiên nữ nghĩ rằng cường đạo đâu có đáng ngại bằng quý vị hộ tống phiến xã." Dứt lời, nàng đưa bàn tay ngọc vỗ nhẹ vào vai của tên Châu. Lạ thay, chàng Châu đang tư tỉnh, bóng mặt mày xanh xám, tay chân rung lẩy bẩy, hàm răng đánh vào nhau cầm cập như là bị gió lạnh, rồi toàn thân lão đảo quỳ xuống mặt đất. Nghe đến đây, Lục Lập Đỉnh nhìn kỹ cái tên Châu từ đầu đến chân nói: "Ngón đó gọi là ngón cửu do tục thủ, đúng thật sự nham hiểm." Người họ Long kể tiếp: "Còn lại tôi và Tô Hiền Đệ, cả hai chúng tôi đều hốt hoảng. Tôi bước đến đỡ Châu Hiền Đệ, còn Tô Hiền Đệ nóng nảy xỉ vào mặt đạo cô mà rằng: sao mà đạo cô nỡ ác tâm dùng ta thuộc hại chúng tôi?" Đạo cô không đáp, chỉ mỉm cười bước đến bên chúng tôi, cùng lấy tay vỗ nhẹ vào vai của tôi. Tôi cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt, rồi lạnh giá như băng. Chúng tôi lảo đảo ngã xuống đất. Bọn phu xe thấy thế, đứng nhìn trơ trơ như những tượng đá. Đạo cô nhìn chúng tôi biểu môi khinh bỉ: "Tài nghệ của chúng bay chỉ có thế mà dám đảm đương bảo vệ phiêu xa, dám trương cờ trên đất giang nam này, chúng bay quả là to gan lớn mật." Đoạn đạo cô chỉ vào mặt của ba chúng tôi: "Đứa nào muốn tận số, đến đây ta cho nếm thử một chưởng nữa." Tôi đã sợ đạo cô nổi giận, tặng thêm cho chúng tôi mỗi người một vài chưởng thì vong mạng, cho nên mới vội thưa: "Xin đạo cô tha mạng cho chúng tôi đã thất lễ rồi." Đạo cô cười với cái cười khinh bỉ nói: "Thế ra đến bây giờ chúng bay mới biết cái quy của chúng bay sao?" Chúng tôi tranh nhau nói: "Thưa, chúng tôi không có dám thất lễ nữa, xin bái phục đạo cô." Đạo cô trở ngược chiếc quạt long đang cầm trên tay, dùng cán gõ nhẹ vào đầu tôi một cái. Không biết bao nhiêu luồng tử khí khác thường, vừa nóng vừa lạnh, chạy khắp mình khiến toàn thân bủng rủng và cực kỳ đau đớn. Tôi mới chắp tay lại Lục nói: "Muôn lại đạo cô, chúng tôi là xác phàm mắt thịt, đứng trước núi Thái Sơn mà không biết, xin đạo cô chớ chấp." Lời gian dĩ của tôi làm cho nét mặt của đạo cô dịu lại, nàng nói: "Sư phụ ta chỉ dạy ta thuộc đánh người mà không có truyền thuật cứu người. Ta cho các ngươi biết, kẻ nào đã trúng độc của ta thì mạnh lắm chỉ sống được có 10 ngày thôi." Nói xong, đạo cô nhoẻn miệng cười, phe phẩy cái chiếc phất trần phủi sạch bụi ở trên áo, rồi đủng đỉnh bước ra, ung dung lên lưng lừa như một vị khách thừa lương dục cương rảo bước. Bây giờ, cái nỗi lo sợ chiếm cả tâm hồn của tôi không còn lưu giữ được thể diện trước bọn xa phu nữa, tôi mới ráng sức chạy theo đạo cô, quỳ gối để gian lơn: "Xin đạo cô thương tình cứu mạng chúng tôi, được sống chúng tôi nguyện kết cỏ ngậm dành." Lục Lập Đỉnh nghe đến đây,
cao mày làm cho cái tên họ Long hoảng sợ nói: "Thưa lục chủ, chúng tôi đến đây là mong được lục chủ cứu mạng. Sự tình ra sao chúng tôi đã kể lại, không có dám thêm bớt." Lục Lập Đỉnh nói: "Được, các ngươi kể tiếp cho ta nghe đi." Người tên Long kể tiếp: "Trong lúc tôi lại lục cầu xin cứu mạng, đạo cô quay lại cười nói: Thôi được, ta chỉ cho các ngươi một con đường sống, nhưng mà con đường này hy vọng mong manh. Sống hay không là do số mạng của các ngươi. Vậy thì các ngươi hãy đến trấn Lăng Hồ, phủ Hồ Châu, gặp một vị lão anh hùng Lục Triển Nguyên, may ra có thể cứu mạng được. Ta nhắn lời hỏi thăm và ta sẽ gặp lão." Đôi mày của Lục Lập Đỉnh càng cau lại, chàng vừa kinh ngạc vừa băn khoăn tự hỏi: "Như thế cái việc quật mồ song thân của ta và việc trên hẳn có liên quan với nhau chăng? Thật là lạ lùng." Người họ Long thưa: "Theo ý kẻ hàng này, hai việc ắt có gì mật thiết quan hệ với nhau." Lục Lập Đỉnh nói: "Với cái lời rên rỉ của ngươi, nữ tặc quyết định như thế nào? Tôi những là hy vọng lời rên rỉ của mình sẽ làm mềm lòng đạo cô đó, nhưng mà ngờ đâu nàng một mực như đe dọa. Đây đến Hồ Châu còn xa, các ngươi còn có bao nhiêu thời khắc nữa mà lại phí phạm vào những cái việc hy vọng hảo quyền." Nói xong, nàng thúc lừa cất gió, bụi đường tung lên. Trong khoảnh khắc, chúng tôi không còn thấy bóng dáng của nàng nữa. Chúng tôi mới nhìn nhau ngào ngán, không thể không tin lời của đạo cô. Bây giờ, ba anh em của chúng tôi, trên vai người nào cũng in đậm một vết máu ửng đỏ, mang dấu năm ngón tay của mỹ nữ. Vết hồng chưởng này càng ngày càng ăn rộng ra. Chúng tôi chỉ có cách đến Lục Gia Trang để mà nhờ Lục công tử cứu mạng thôi. Nhưng mà đến đây, Lục công đã thành người thiên cổ. Chúng tôi tuyệt vọng khi mà nghe cái tin như là một bản án tử hình vậy. Chúng tôi không còn đủ trí óc để mà nghĩ rằng Lục huynh là người thừa kế Lục công, hẳn thừa hiểu bí quyết cứu nhân độ thế. Vậy rất mong Lục huynh thương tình mà cứu mạng, chúng tôi sẽ xin kết cỏ ngậm dành. Lục Lập Đỉnh ngồi nghe cái tên Long kể một hồi, chậm rãi nói: "Ta từ nhỏ chỉ biết luyện tập trong sân nhà, chưa bao giờ dấn thân trên các bước phiêu lưu mạo hiểm. Các ngươi không biết đến ta cũng không có lấy làm lạ." Lời nói của Lục Lập Đỉnh tuy có vẻ khiêm tốn, song thực ra đượm một nét tự phụ vô cùng tinh tế. Chàng đứng dậy đi tới đi lưu trong phòng với dáng điệu hiên ngang tự đắc. Trong dáng điệu ấy, ba người khác mừng thầm vì nghĩ rằng Lục Lập Đỉnh có đủ tài năng để mà cứu mạng. Các bạn vừa nghe xong tập 1 Thần Điêu Hiệp Lữ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.